Trân trọng kính chào khán giả của Việt TV Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ 2, 8 tây tháng 11 năm 2021 Thưa quý vị, Hoa Kỳ cho biết là vừa mới giao thêm cho Việt Nam 2.8 triệu liều vaccine Pfizer hỗ trợ trong việc chống dịch Covid-19 ở à, Tin của Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho biết là trong số này hơn 1 ,3 triệu 3 liều đã tới Hà Nội vào ngày 6 tháng 11 Và hơn 1 triệu rưỡi liều đã đến... Uh, Sài Gòn trong các ngày 7 và 8 tháng 11. Như vậy đây là lần thứ bảy Hoa Kỳ trao tặng vaccine cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine COVID-19 Hoa Kỳ tặng Việt Nam lên tới hơn 15 triệu liều. Trước đây Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 30 triệu đô la nhằm ứng phó với COVID-19 kể từ khi đại dịch, dịch bắt đầu và tiếp nối hoạt động hợp tác và đầu tư lâu dài Hoa Kỳ vào cơ sở hạ tầng cơ sở của Việt Nam. Hoa Kỳ đã hỗ trợ mọi trụ cột thiết yếu nhằm giúp một quốc gia ứng phó với dịch bệnh. Sự hỗ trợ này bao gồm các khóa đào tạo trực tuyến dành cho hàng ngàn nhân viên y tế, công nghệ giải trình tự gen, giúp Việt Nam phát hiện các biến thể của virus, cung cấp thiết bị xét nghiệm và thiết bị bảo quản vaccine, cũng như các thiết bị thiết yếu cho bệnh nhân như máy thở, máy làm giàu oxy và bình oxy lỏng. À, Hoa Kỳ cam kết sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc chiến dịch à, chống dịch, chiến dịch chống Covid-19. Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Covid-19 vào ngày 22 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố cơ, cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 92 quốc gia và nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới và Liên minh châu Phi, nâng tổng số cam kết của Hoa Kỳ lên tới hơn 1 tỷ liều cho toàn thế giới. Và cho đến nay, Việt Nam là một trong những nước được tiếp nhận nhiều vaccine nhất từ các nguồn 1.1 tỷ liều này. Thì đó là cái tin vui giữa cái quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam, đặc biệt trong cái vấn đề gọi là giúp Việt Nam chống lại Covid 19. Ủy ban điều tra vụ tấn công vào Quốc hội ngày 6 tháng Giêng hôm nay tiếp tục gửi chat ra cho một số người từng làm việc hoặc từng trợ giúp với cựu Tổng thống Donald Trump trong trước, trong và sau cái ngày 6 tháng Giêng. Chúng ta cũng biết là hôm nọ là ủy ban này đã yêu cầu năm năm người tất cả và năm người này chưa có ra. Và ngày hôm nay thì họ lại đưa thêm uh, giấy triệu tập cho giáo sư luật John Eastman Ông này từng là khoa trưởng khoa luật Đại học Chapman ở Orange County uh, Sau cái vụ 6 tháng riêng thì ông uh, đã xin nghỉ việc Ông này là cái người chính mà đã thảo ra các bản dự thảo 6 điểm Để bày cho Phó Tổng thống Mike Pence uh, Coi như không xác nhận kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng riêng Người thứ nhì là ông Bill Stipen, từng là trưởng ban vận động cho cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động năm 2020. Người thứ ba là ông Jason Miller là cố vấn cao cấp của tổng thống Donald Trump ở trong thời gian tòa mạch ốc. Người thứ tư là bà Angela McCallum là một phụ tá trong ban vận động của cựu tổng thống Donald Trump. Người thứ năm là cựu trung tướng Michael Flynn từng là cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống Donald Trump trong nhiệm uh, trong những tháng ngày đầu tiên. Và người thứ năm là ông uh, Ben cựu uh, cảnh sát trưởng của thành phố New York. Ông này là một người quen với ông Rudy Giuliani, là luật sư riêng của cựu tổng thống Donald Trump. Và ông này đã có mặt ở uh, trong cái cuộc họp bí mật ở trong khách sạn Villa ngay sát tòa Bạch Ốc vào ngày 5 tháng Giêng để mà lên kế hoạch và tấn công vào tòa nhà quốc hội. Uh, không biết những người này có ra trình diện hay không chúng ta chỉ biết nhưng mà đó là cái giấy chắc tòa gửi ra ngày à, uh, chắc của hạ viện gửi ra ngày hôm nay thượng nghị sĩ Mitch McConnell của đảng cộng hòa tiểu bang Kentucky và là trưởng khối thiểu số của đảng cộng hòa tại thượng viện ngày hôm nay dự đoán là đảng cộng hòa sẽ có một năm rất tốt vào năm tới ý nói rằng đảng của ông sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát lại cả hạ viện và thượng viện um, trong năm 2022 này nếu mà cả thượng viện và hạ viện thuộc về tay Đảng Cộng hòa thì điều này sẽ coi như gây khó khăn cho tổng thống Joe Biden ở trong các phát biểu sáng ngày hôm nay tại à, trung tâm y tế Saint Elizabeth Health and Learning Center ở tại Kentucky thì ông Mitch McConnell nói như thế này tôi nghĩ là mùa thu 2022 nhiều phần là một năm à, bầu cử rất tốt cho những người Đảng Cộng hòa Ông McConnell cũng ngụ ý nói rằng uh, cái uh, thành phần 50 Cộng hòa 50 dân chủ ở uh, tại thượng viện thì nhiều phần uh, lý do là uh, dân chủ kiểm soát là bởi vì nhờ có bà Phó tổng thống Kamala Harris thành ra là có lợi thế ở chỗ đó và Cộng hòa nhiều phần sẽ lấy bớt một ghế này, tức là Cộng hòa nếu mà chỉ cần lấy một ghế thì Cộng hòa sẽ là 51. Dân chủ có 49, Cộng hòa sẽ kiểm soát. Và ông uh, McConnell cũng nói thêm là tôi rất lạc quan chúng ta có 50 thượng nghị sĩ cộng hòa. Tôi biết à uh, nghĩa là trong trường hợp là thiểu số như thế nào, tôi ý ông nói đang trong thiểu số đó. Nếu chúng ta có 40 sau khi chúng ta từng có 40 ghế sau khi tổng thống Obama ở đắc cử, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái ngọn gió đang đổi chiều và đang uh, uh, có lợi cho chúng ta ở cả hạ viện và thượng viện. Và tôi nghĩ rằng nhiều phần chúng ta sẽ có một uh, năm bầu cử tốt vào năm tới. Ở bên Nhật có một vụ à, mới xảy ra đó là một ông đốt sàn xe lửa tốc hành làm cho các hành khách hoảng sợ nhưng mà họ đã kịp thời dập tắt. Chuyện xảy ra theo hãng thông tấn AP là ở cái à, thành phố Tokyo. À, nghi can này nói rằng muốn bắt trước cuộc tấn công diễn ra trên xe điện ở Tokyo mấy tuần trước đây khiến mấy người bị thương. Ờ, ông uh, Tuse Kitana, một giới chức cảnh sát ở vùng Kumamoto nói rằng nghi can khi đang đi trên chiếc xe lửa từ trạm Kumamoto tới trạm Shinjatsu ở vùng nam nước nhật thì bất ngờ đổ chất lỏng xuống sàn dùng hộp quẹt đốt một tờ giấy rồi thả xuống lối đi cạnh ghế của người này ngọn lửa bùng lên gây đám cháy nhỏ trên sàn nhưng các hành khách khác đã nhanh chóng dập tắt trưởng xe lửa người đứng đầu trưởng xa sau đó liên lạc với cảnh sát để báo cáo sự việc cảnh sát kéo lên toa tàu của chạm ngừng và bắt giữ nghi can người này ngồi yên tại chỗ và không chống cự và bị bắt về tội âm mưu gây hỏa hoạn ở tại quốc gia láng giềng của nga đó là quốc gia ở phía nam là cộng hòa georgia sáng ngày hôm nay hàng ngàn người biểu tình ở tại thủ đô tbilisi yêu cầu thả ở cựu tổng thống của nước này đang bị tù đó là ông mikhail sakashvili chúng ta biết ông Sakatvili từng là ngoại trưởng dưới thời Liên Xô khi mà ông Gorbachev làm à, à, chủ tịch, à, làm tổng thống nước Nga. Ông Sakatvili bị tù ở kể từ khi ông bị bắt vào ngày 1 tháng 10. sau khi ông trở về, ông từ bên Ukraine trở về và định sẽ lập một cái lực lượng đối lập ở trong cuộc bầu cử các thành phố. Thì cuộc bầu cử này à, sau đó thì đã coi như đánh bại tất cả thành viên của cái đảng mà Georgian Dream Party. Nhưng ở bên kia đảng đối lập thì lại tố cáo là bầu cử gian lận. Ông Caskville rời Georgia vào năm 2013 sau khi cái uh, uh, gọi là cái nhiệm kỳ tổng thống của ông dứt tức là trước đây ông làm ngoại trưởng Liên Xô, sau đó thì ông ứng cử, ông đắc cử chức tổng thống của Georgia và sau khi ông hết nhiệm kỳ thì ông đi qua bên Ukraine ông ở thì sau này ông bị truất cái gọi là bị tịch bị, bị bị xóa bỏ cái 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 cái, cái um, um, quyền công dân của ông và bị sự uh, vắng mặt 6 năm tù vì cái tội mà người ta gọi là lạm dụng quyền lực ông Sakatvili và những người ủng hộ của ông phản đối cái tố cáo này bảo rằng cái này nó hoàn toàn chính trị và bây giờ ông trở về sau khi sức khỏe của ông À, trở nên là kém cỏi và ông đã phải bị tù và ông à, đang bị tù ở trong nhà tù và sức khỏe ngày càng kém và cuối cùng thưa quý vị ở bên Tennessee à, hôm chủ nhật vừa rồi ở tại một cái nhà thờ địa phương một mục sư đã anh dũng đã dũng cảm quật à, ngã một tay súng ở trong nhà thờ và cứu được nhiều cái người à, à, giáo dân đang hành lễ ở đây bản tin ở bên à, Tennessee cho biết cho mình quý vị thấy là trong cái nhà thờ này giáo dân đang ngồi cầu nguyện thì một nghi can tên là Design bà Ganda 26 tuổi ngồi ở hàng ghế trước hôm chủ nhật vừa rồi tự nhiên bước lên bàn thờ của cái nhà thờ Nashville Line Mission Pentecostal Church rồi rút cây súng ra quay xuống dưới người dân và những cái người mà mà đang cầu nguyện ở dưới và dơ dơ lên thế là vị mục sư trong lúc đó đang cầu nguyện thì coi như là nhào tới và đè tên uh, tay súng này xuống và khi đè xuống thì những người khác chạy lên cùng với vị mục sư này uh, đè tên cướp này uh, tên uh, nghi can này và lấy được cái súng không có viên đạn nào nổ cả đó là theo những cái gì mà cái camera mà trong nhà thờ quay cho thấy như vậy và sau đó họ gọi cảnh sát xuống và bắt cái tay súng này và cảnh sát địa phương Nashville đã khen ngợi cái vị mục sư này là đã có một hành động dũng cảm à, có một hành động dũng cảm nếu không thì là coi như ít nhất là cũng có một số người bị bắn. Và tay súng tay nghi can bèn Ganda ngày hôm Chủ nhật đã bị truy tố 15 tội đại hình vì tấn công và nhiều tội khác và họ sẽ được đưa ra nữa. Trong khi đó thì vị mục sư được khen là anh hùng và đã cứu được nhà thờ trong cơn nguy biến thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.